Dạ anh em, rồi con đây là cái máy bơm sình nè, bơm sình cái nước luôn nè. Xanh sình rồi nó dắt mương rồi cái này nè. Có mấy trăm ngàn cái bà con ơi. Rẻ. Vừa bơm nước vừa xanh sình được luôn. Bơm sình thì gắn cái kia vô. Đây, có bơm nước. Đây là bơm nước của cắt cỏ nè, cắt cỏ gắn cục này vô là chạy. Rồi đây chứ. Rồi. Nước rồi cũng có công suất lớn nè. Số đuôi tôm gắn bơm sình vô bơm luôn nha. Đây. Gắn cái này là đuôi tôm nè, gắn cho hành đê nè. Đây là bơm công suất cực đại nha. Hai tắc luôn. Lăn. Máy lăn. Quá đã. Đây, số bơm rửa xe rồi nha bà con. Nó xăng luôn. Con nén gắn nguyên cụm luôn. Có 3 triệu rưỡi bộ bà con ơi. Con này là 2 triệu rưỡi nè. Bộ này là 2 triệu rưỡi. Máy 6 triệu rưỡi luôn. Bộ này 3 triệu rưỡi. Máy 6 triệu rưỡi luôn. Nhưng cục bơm này lớn hơn. Bơm này 3 triệu rưỡi. Chào bà con nghe, có gì làm tiếp theo nha.